Vừa lên sản phẩm tất hết cả nhà nhá. Nhanh tay bấm vào giỏ hàng nhá. Nhanh tay nhanh cả nhà mình nhá. Ô, em chụp anh hay thế nào? Đi cả cầu thang phải à? Được mà. Không phải chụp anh à? À, ok, cảm ơn. Chụp anh chị. Đâu đi, đi nào. Nhiều hai ạ. Đi. Tối rồi. Vừa trước bọn anh đi vào trong làm ấy. Người ta toàn là dạy cho mấy công bảy bảy. À dạ. Ôi cái gì ấy nhỉ? Cái này. Cái này là hơi nước hoặc là lửa ba đi. À nước rửa tay à? Rửa tay. Rửa tay đây. Ôi. Quán. Ai? Đây đây đây. Bạn Hiếu, chủ quán cà phê Tam Đức Mạch. Đi thôi. Anh một chút quà đặc trưng của. À vâng. Hà Giang. Vâng, anh cảm ơn. Đây là cà phê Tam Đức Mạch. À vâng, anh cảm ơn. Cà phê của Tam Đức Mạch. Vâng, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn. Thăm mảnh đất Hà Giang. À dạ. Vâng, anh cảm ơn. Đây. Cà phê phố cổ. Nếu mà chụp ở chỗ nào ấy mà quen thuộc với quán thì càng tốt. Đây cà phê phố cổ đấy. Anh ấy xem là có mấy mét không? Anh ơi, đi lấy trang cái số này đây rồi. Đang ngủ không phải cho anh ra đây. À, thế thì đi chụp ảnh. Đây hoặc là ngồi trong cái chỗ này đẹp đẹp này. Đẹp hơn này nhỉ, đúng không? Đâu, cả nhà mình đâu rồi? Cả nhà mình đâu rồi? Đây, nhà mình rồi đây. Team Việt Phi đâu rồi? Đây, vào đây, vào đây. Team View đâu rồi? Team... Team View, View ơi! Linh Đô ngồi đây nè. Linh Đô ngồi đây. View. View ngồi đây, View ơi. Mình nhắc cắm hình. Ừ, rồi, ai chụp ảnh à? điều hòa nha mọi người ơi. Đây anh đứng giữa đây, anh đứng giữa đây chụp. Vâng. Rồi ạ. Rồi. Anh ơi, anh cho em xin chụp với anh một kiểu đó. Được. Đây em mở. Anh chờ mãi. Anh chờ. Đây là chụp ảnh chụp ba đi. Ok. Bỏ câu cái đi mấy trong cái số. Sao để biết ở đây? Dạ không phải, thực ra là vô tình thôi. Vô tình biết đang xem like của anh. Thế là thấy quán quen quen. Ui, like từ lúc ấy mà chạy lên đây nhanh thế. Không, nhà em ngay đây đâu. Nhà ngay đây. Chào bạn. Tít đứng ở đây các. Tít đứng ở đây. Sao đứng ở đây các. Em xem like anh bảo lên đồng bàn cho em ấy. Vâng, em cảm ơn nhá. Chụp đi, cứ cười thôi. Anh ơi, mình ra đây chụp đồ. Nhanh. Bỏ anh đi theo đoàn không? Anh kiểu anh ấy. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Tránh tư xíu không biểu. Vâng. Anh xin tiền. Ui, nó hơi mờ anh ơi. Trời ơi, nắng. Trời ơi. Vâng, cảm ơn mọi người nhá. Piu. Hiện tại đang ghim giỏ hàng cả nhà ơi, đang ghim giỏ hàng nhá. Đừng có chụp, đừng có chụp. Đâu, chụp cái chén này. Lại chụp tiếp. Nào, lúc hẳn dần này.
Xinh xinh chứ. Anh ơi kiểu này em mở rồi cho em kể kiểu này. Trời trời trời. Khoan lấy chim nhiều quá rồi. Rồi, ok. Ơ, Nhật Lệ kia. Không ai chụp với Nhật Lệ à? Không ai chụp với Nhật Lệ à? Lido, can I take a picture with you and calling a little bit? Yes. Ơ, cái gì nói tiếng Anh à? Chữ ký à? Chữ ký à? Sao thì ký làm gì? Anh ơi, cho xin một chỗ. Thôi, chụp ảnh đi, chụp ảnh đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cảm ơn anh. Cầm máy rồi. Anh ơi, vẫn còn em nữa ạ. Đâu, ôi, chị xin lỗi. Đây. 2, 3, 2, 3. Ok. Cảm ơn mình mấy năm rồi ấy. Dưới cố tiên rồi. Cái gì, ký cái gì? Dưới cố tiên rồi. Đây. Rồi, anh nhờ vẽ đấy chứ không phải ký đâu. Chị Ngân. Đến ngay đi. Anh ơi. Rồi, thôi chào mọi người nhá. Thôi, em chào mọi người nhá, em chào mọi người nhá. Đi, đứng dậy đi. Lê, ai chụp ảnh với Lê? Ai chụp ảnh với Lê? Ai chụp ảnh với Lê không? Ai chụp ảnh với Lê không? Ơ Lê. Lê. Ơ đây đây có Lê, Lê đây, Lê đây, Lê đây. Lê đây, Lê đây, Lê đây, Lê đây. Lê đây đây. Anh mau lên cho xin chụp với anh một kiểu đâu. Ờ. Anh ơi. Đợi em tí ạ. Chị ơi, chị giúp em. Lê lần đầu tiên cả nhà ơi. Trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên. Ai à, để anh gọi khách đi nha. Vui quá, Lê. Để anh gọi khách đi nha. Đây đây đây. Cô Lê, cô Lê. Cô Lê, lần đầu tiên mừng quá, vui quá. Cô Lê. Ai chụp ảnh với Lê không? Cho em xin chụp một kiểu với ạ. Có ai chụp. Còn chưa lên Điệp ơi, xem bao nhiêu nào, lên xe trước đi nha. Lên xe trước đi. Rồi, bye bye mọi người nhá. Em ơi, cho chị chụp ảnh với. Mất mạng rồi, mất mạng là mất địa bàn rồi. Em ơi, chồng à.